Kính thưa quý vị, những người đứng đầu đất nước là những đảng viên ưu tú nhất trong các đảng viên xuất sắc, là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt quyết định thời cơ vận mệnh của đất nước, dân tộc. Trọng trách và niềm tin của nhân dân gửi gắm vào hàng ngũ lãnh đạo của đất nước vô cùng lớn. Thế nên, áp lực công việc của các lãnh đạo chủ chốt đất nước vô cùng nặng nề. Đảng, nhà nước và chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt với chế độ theo dõi thường xuyên, thăm khám, kiểm tra nghiêm ngặt đối với sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đất nước. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, lịch sử chính trị Việt Nam đã ghi nhận nhiều lãnh đạo chủ chốt từ trần khi đang còn đương chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nằm trong số đó. Bác Trọng tuổi đã cao, sức khỏe nhiều lần suy yếu và xin nghỉ hưu. Nhưng Đảng ta tin tưởng, ủng hộ, Bác vẫn cố gắng gánh vác, đảm nhiệm đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả lúc cuối đời trên giường bệnh, Bác vẫn nghiên cứu, làm việc, tận hiến, phụng sự Tổ quốc. Bác ra đi để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Và đặc biệt, vấn đề người kế nhiệm Bác là ai sẽ là câu hỏi được nhiều người nhắc đến. Một đất nước không thể thiếu vắng người đứng đầu. Với tầm nhìn xa trông rộng của Bác, có lẽ Bác đã chuẩn bị cho ngày này. Và câu hỏi đặt ra là liệu Bác có chuẩn bị người gánh vác trọng trách nặng nề này hay không? Và ai là người được Bác lựa chọn thay thế? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Thông tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại sự tiếc thương và mất mát lớn lao cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi sâu chuỗi lại các sự việc, chúng ta có thể thấy rằng dường như Bác cũng đã có sự chuẩn bị và sắp xếp cho điều này để tránh cho toàn bộ hệ thống rơi vào một cuộc khủng hoảng. Thậm chí có thể nói rằng chính Tổng Bí thư đã có sự tham gia chuẩn bị này. Đầu tiên, chúng ta quay trở lại với khoảng thời gian hơn một tháng trước kể từ sau cuộc đón tiếp Tổng thống Nga Putin sang thăm Việt Nam. Chúng ta đã thấy Bác yếu và sức khỏe không mấy khả quan. Và cũng thời gian đó, Tổng Bí thư đã không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và các cuộc họp của Bộ Chính trị. Sau đó cho tới khoảng thời gian một tháng sau ngày 18 tháng 7, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo về thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo những gì được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn có đoạn như sau: đến nay, do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để đồng chí Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực và để đảm bảo công tác điều hành chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị. Trước mắt, Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm và quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Nói tóm lại, thông cáo đã rất rõ ràng ở thời điểm đó. Một là tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cần điều trị, cho nên không thể điều hành công việc của Đảng. Thứ hai là thông cáo về thông tin về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm chủ trì công việc của Đảng tạm thời thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trong thời gian điều trị. Và cùng thời điểm đó, Bộ Chính trị đã có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dành tặng cho các cá nhân có công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Mặt khác, Bộ Chính trị chỉ thị đồng chí Tô Lâm chủ trì công việc của Đảng tạm thời, thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trong thời gian điều trị, cũng cho thấy trong khoảng thời gian này, đồng chí Tô Lâm đã bắt đầu làm nhiệm vụ như một Tổng Bí thư điều hành công việc trong Đảng. Quả thực thì ta có thể thấy rằng mọi thứ đều đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra và tính toán này không hề thừa. Nếu nhìn rộng ra và những tiền lệ trong quá khứ, ta có thể thấy rằng chính Tổng Bí thư đã có sự chuẩn bị cho điều này. Lấy trường hợp như Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá khứ, khi từng chỉ thị cho đồng chí Lê Duẩn lên thay mình từ khoảng nửa cuối thập niên 1960 do sức khỏe suy yếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giảm dần các hoạt động chính trị, thường xuyên sang nước ngoài chữa bệnh, nhất là trong 3 năm cuối đời khi người liên tục ốm nặng, bắt đầu từ năm 1963. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn giao công việc cho bí thư thứ nhất Lê Duẩn, người mà Bác Hồ gọi ra Hà Nội gấp vào năm 1957, để trực tiếp giúp điều hành công việc chung của Đảng. Ông Lê Duẩn chưa sát cánh làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những năm 1940 như ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp hay Trường Chinh.
Thế nhưng khi mà đất nước Việt Nam đang bị chia cắt, cách hay nhất để đảm bảo Đảng Lao động Việt Nam sẽ đại diện cho tất cả người Việt Nam là đưa một người cán bộ từ miền Nam lên lãnh đạo toàn đảng. Quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc sẽ bàn giao công việc cho Tổng Bí thư Lê Duẩn và việc ủng hộ ông Lê Duẩn trong cuộc bầu cử năm 1960 là một cách để đảm bảo sự đoàn kết đất nước với mục tiêu chung là đuổi Mỹ về nước, tiến tới thống nhất cả nước. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn là người chủ trương tích cực thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước bằng cách đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống Mỹ ở miền Nam. Tuy nhiên, với vai trò và uy tín cực kỳ to lớn không gì sánh bằng, thì các quyết sách lớn như cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân hay việc đàm phán tại Paris vẫn cần sự tham gia chỉ đạo và phê duyệt ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với trường hợp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm giai đoạn trước năm 2016, ông Tô Lâm khi này không trực tiếp làm việc với Tổng Bí thư mà là với các đời thủ tướng như ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc, chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, về phản gián điều tra, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, thi hành án hình sự, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp quản lý nhà nước và dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an. Bước ngoặt trong sự kiện này bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2016. Bác Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá, hỗ trợ cho trưởng ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo công an trong việc điều tra, xử lý, khởi tố, chống tham nhũng, những vi phạm nghiêm trọng, trong đó có nhiều vụ án lớn mang tính quốc gia, ví dụ như vụ án của Đinh La Thăng, vụ án chuyến bay giải cứu hay đại án Việt Á, v.v. Kể từ đó thì ta có thể thấy được hình ảnh của ông luôn xuất hiện bên cạnh Tổng Bí thư. Ông cùng với chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú như tấm khiên và ngọn giáo trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng. Nếu ông Tô Lâm là hiện thân cho câu không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thì ông Trần Cẩm Tú chính là hiện thân cho câu không có hạ cánh an toàn và bất kể người đó là ai. Để chuẩn bị cho mọi trường hợp khi mà Tổng Bí thư không còn nữa, vì không ai có thể chống lại được thời gian, việc giao lại các công việc trong đảng cho Chủ tịch nước Tô Lâm là điều dễ hiểu. Ngay từ khi còn đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều chuyến thăm tới Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước châu Âu khác, theo đánh giá của Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Tô Lâm cũng là một nhân vật cứng rắn nhưng thông minh và quan tâm tới việc tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực. Vào thời điểm này, đất nước cần có người cứng rắn, bản lĩnh nhưng cũng phải đủ linh hoạt, không những tiếp tục công cuộc đốt lò mà còn là ngoại giao cây tre, là kế thừa những di sản mà người đi trước để lại. Nói như vậy, không phải là chúng ta sẽ khẳng định Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là người kế nhiệm Bác Trọng khi Bác Trọng còn sống. Bác là một vị giáo sư xây dựng đảng. Bác được đại đa số các lãnh đạo, quan chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam đánh giá là một đảng viên liêm khiết, giàu lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị đạt mức kiên trung. Vì vậy, bản thân bác sẽ có cách đánh giá, nhìn nhận và lựa chọn nhân sự kế nhiệm theo cách rất riêng của cá nhân Tổng Bí thư. Còn đối với dư luận trong nước, đa số ý kiến đều cho rằng ngay từ thời điểm này, việc chọn ra một đồng chí bí thư sáng giá là điều cấp bách, một người có đủ đức tài thành nhân sự kế nhiệm bác, gánh vác trọng trách cao nhất của đảng, trở thành vị lãnh đạo hạt nhân tiếp theo. Hiện tại, các lãnh đạo chủ chốt của đất nước và Trung ương Đảng gồm có Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Đây là những ứng cử viên chất lượng rất cao, đủ tài và đức. Tuy nhiên, dư luận vẫn nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng vị tướng. Điều này đôi khi sẽ là yếu tố quyết định tới kết quả cuối cùng. Theo đánh giá của dư luận cho rằng Chủ tịch nước Tô Lâm là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá là vị lãnh đạo có tư tưởng đổi mới, thích sự cải cách, hướng tới những mô hình hiện đại và hiệu quả. Điều này thể hiện trong suốt 8 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. Trong giai đoạn Đại tướng Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, thì Bộ Công an là đơn vị đi đầu trong công tác tinh gọn bộ máy khi xóa bỏ cấp tổng cục, sát nhập các đơn vị có chức năng tương đồng, đồng thời quyết liệt chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ khi triển khai thành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Đây được coi là nền tảng cho mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cũng là sự hiện đại hóa trong công tác nghiệp vụ lực lượng công an. Dấu ấn của Đại tướng Tô Lâm không chỉ dừng lại trong lực lượng công an nhân dân, mà ông đã tạo ra sức ảnh hưởng đặc biệt lớn đến Việt Nam. Ông đã chỉ huy lực lượng công an nhân dân
phá thành công hàng loạt các đại án kinh tế lớn, đưa ra ánh sáng những góc khuất của mối quan hệ phức tạp giữa giới doanh nhân và chính trị Việt Nam. Có thể nói, Đại tướng Tô Lâm là người hiện thực hóa các mục tiêu mà cuộc chiến đốt lò đã đặt ra. Đồng thời, chính Đại tướng Tô Lâm là người đưa công cuộc chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở nên uy lực trong đời sống chính trị Việt Nam. Còn với Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù ông đã để lại nhiều dấu ấn khá đậm nét trong chỉ đạo, điều hành hoạt động chính phủ giúp chúng ta dần hiện thực hóa được ước mơ sở hữu hệ thống đường bộ cao tốc hiện đại với độ phủ cao giúp kết nối các vùng miền. Phong cách quyết liệt, thẳng thắn và kiên trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp công lớn đưa chúng ta vượt qua những thời điểm rất cam go do đại dịch Covid-19 gây ra. Cùng những tác động địa chính trị ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, sự phát triển về kinh tế, xã hội giúp cho Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ khá lớn từ dư luận. Không chỉ vậy, giai đoạn Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, với phong cách quyết liệt, sáng tạo và đổi mới, ông đã có hàng loạt các chính sách vượt khỏi các quy định lúc bấy giờ để đem tới sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng cho tỉnh Quảng Ninh. Và vị lãnh đạo được dư luận bất ngờ nổi lên đó là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư. Dư luận nhìn nhận Đại tướng Lương Cường nhận được sự ủng hộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và ngược lại, ông cũng là một vị lãnh đạo được dành sự ủng hộ cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này thể hiện qua việc sau khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 13, Bộ Chính trị đã dành một ghế cho vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi bắt đầu nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 8, thì dư luận cho rằng Đại tướng Lương Cường hay Đại tướng Tô Lâm đều không nằm trong danh sách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quy hoạch để kế nhiệm Bác. Hai vị đại tướng đều được định hướng lãnh đạo lực lượng vũ trang cho tới hết nhiệm kỳ rồi nghỉ công tác. Tuy nhiên, như đã chia sẻ ở phần trên, Đại tướng Tô Lâm góp công lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nên việc Đại tướng Tô Lâm trở thành lãnh đạo cấp cao là thành quả mà chính bản thân Đại tướng Tô Lâm đem lại cho mình. Còn Đại tướng Lương Cường từ một vị trí được cho là dự bị trong kế hoạch nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông bất ngờ vươn lên mạnh mẽ trở thành nhân vật thứ hai trong Trung ương Đảng và được đánh giá là quyền lực thứ năm trong hệ thống chính trị của Việt Nam ta. Đại tướng Lương Cường được đánh giá như vậy là vì Đại tướng có uy tín cao trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Thậm chí dư luận đánh giá Đại tướng Lương Cường là giá trị tinh thần mang tới niềm tin cho tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan và chiến sĩ của lực lượng quân đội. Nhiều ý kiến dư luận cho rằng Đại tướng Lương Cường mang trong mình rất nhiều điều bí ẩn cùng những yếu tố bất ngờ. Nhìn chung, rất có thể trước lúc Bác Trọng rời xa nhân thế, Bác đã chuẩn bị trước nhân sự kế nhiệm mình để tránh việc trở thành rắn mắt đầu, rơi vào cuộc khủng hoảng khi Bác ra đi. Bác đã nhiều lần nhận thấy bản thân mình không còn khỏe và sự vắng mặt trong những sự kiện quan trọng của đất nước thì chắc chắn những tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy nên, giới thiệu nhân sự lựa chọn người thay thế Bác là điều hoàn toàn hợp lý, bởi Bác hiểu rằng càng vắng vị trí lãnh đạo lâu, những âm mưu lũng đoạn từ thế lực bên ngoài càng có cớ để lấn tới. Vậy nên, mới đây nhất, Việt Nam đã nộp đơn mở rộng thềm lục địa ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông và Trung Quốc đã lên tiếng kiên quyết phản đối. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cùng với đoàn công tác Bộ Ngoại giao vào ngày 17 tháng 7, chỉ trước một ngày Bộ Chính trị thông báo Bác trở bệnh, Việt Nam đã nộp hồ sơ đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao của ta cùng ngày cũng ra tuyên bố về việc nộp đệ trình, trong đó thì khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để khẳng định rằng Việt Nam có quyền có thềm lục địa tự nhiên mở rộng ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, cũng tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền đối với những vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng kiên quyết phản đối vào hôm 18 tháng 7 rằng chúng tôi kiên quyết phản đối và đã có những phản đối nghiêm túc đối với Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Việt Nam chúng ta đã cam kết sẵn sàng giải quyết và kiểm soát tranh chấp bất đồng vì chủ quyền, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, đồng thời cùng với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế sẽ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và phát triển bền vững ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Vâng, và tại sao chúng ta lại phải nộp đơn vào lúc tình trạng Bác Trọng trở nên nguy kịch? Bởi vì năm 1988,
tranh thủ lúc Việt Nam đang bận rộn trong việc tổ chức quốc tang cho Phó Thủ tướng Phạm Hùng, thì Trung Quốc cũng đã tranh thủ trong lúc tranh tối tranh sáng mà sai quân tràn xuống Biển Đông để chiếm bãi Landao, Subi và Gạc Ma, dẫn tới cuộc đụng độ khó quên giữa hai bên vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trong bối cảnh đất nước còn tứ bề khó khăn, còn đang có địch, khi đó Việt Nam đã dồn tất cả những gì mình có để giữ lấy một phần máu thịt của Tổ quốc. Việt Nam đã thành công chiếm lại đảo Subi và Landao. Còn Gạc Ma, quân Trung Quốc đã kịp thời giăng dây làm nhà, khiến bộ đội Việt Nam không thể đổ bộ chiếm lại do vấn đề luật pháp quốc tế khi đó. Với tình hình của Việt Nam hiện nay, dù tiềm lực và vị thế quốc gia của chúng ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với năm 1988, thế nhưng chưa một lúc nào những thế lực bên ngoài chưa thôi dã tâm muốn Việt Nam phải ngả hẳn về bên họ. Việc đi trước một bước, đồng thời tăng cường an ninh trên bộ lẫn cả trên biển là điều cần thiết trong thời gian tới. Tình hình Biển Đông sẽ còn rất nóng, nhưng Việt Nam thì đã luôn ở trong tâm thế sẵn sàng đối đầu và giữ cho mình một cái đầu lạnh để đối phó với mọi tình huống xảy ra. Và sau lễ quốc tang của Bác, có lẽ Việt Nam sẽ tổ chức họp ban chấp hành trung ương sau ít nhất một tháng kể từ khi lễ quốc tang của Bác Trọng kết thúc. Vâng, dù người kế nhiệm là ai và ai lên cũng được, nhưng mong sao những người kế nhiệm tiếp theo sau này sẽ tiếp tục phát huy công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt tiếp tục phòng chống tham nhũng, chống giặc nội xâm, phát huy những di sản và thành tựu mà Bác Trọng để lại. Dù Bác đã đi xa, Bác đã về với những bậc tiền bối cách mạng của mình. Thế nhưng tư tưởng và sức mạnh tinh thần, những tác động về mặt trí tuệ của Bác đối với đời sống xã hội vẫn còn những tác động rất sâu sắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương về một con người thật bình dị, thế nhưng cũng thật xuất sắc, đảm nhận vai trò người đứng đầu của Đảng trong suốt hơn 2 nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xuất sắc trong lịch sử hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước mọi sóng gió và thử thách, người luôn vững tay chèo và lèo lái con thuyền của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi gió bão của thời cuộc và đạt được những thành tựu chưa từng có. Bác Trọng là một chiến sĩ anh hùng chống giặc nội xâm, một kiến trúc sư của nền ngoại giao cây tre, mang lại một vị thế đặc biệt của Việt Nam trên trường quốc tế mà chưa có quốc gia nào làm được, tạo được môi trường tốt để xây dựng đất nước Việt Nam tiến nhanh lên giàu mạnh hùng cường. Thương dân, dân lập đền thờ, Bác Nguyễn Phú Trọng xứng đáng được xây dựng tượng đài lưu danh sử sách của nước Việt Nam. Kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Bác, xin dành mọi sự kính trọng nhất trong trái tim này dành cho người và xin được trích dẫn lại lời của chính cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta là con cháu của Cụ Hồ, Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam, đất nước này nhất định phải phát triển, đi lên, không được phép thụt hậu so với các nước khác. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!